Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong một bài hướng dẫn khác về Blender. Hôm nay là một ngày khá là đẹp trời nhưng mà vẫn nóng như là đổ lửa ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghe nói là các bạn ở Hà Nội đang mưa rả rích nó thiệt là dưới Sài Gòn rất là thèm mưa kiểu đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một công cụ khá là đơn giản và nhưng mà rất là hiệu quả và nó giúp cho chúng ta tăng tốc độ modeling. Mà mình sẽ hướng dẫn công cụ này một cách gọn gàng cũng như chúng ta sẽ đi đến việc làm nhờ sử dụng công cụ đó đó là một chùm bong bóng và để cho các bạn thấy có một cái nhìn trực quan hơn về cái công cụ này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào tìm hiểu về công cụ tên là Symbol Symbol Deform. Rồi bây giờ mình có một file chấm plane và đây là một cái khối cầu được mình thiết kế lại một tí, thì đó là đây là bài copy từ cái bài cũng về công cụ này của Jonathan, không nhớ đến xác cái họ nhưng mà tên là Jonathan. Thì Jonathan cũng lấy cái khối cầu này, cũng lấy cái khối cầu này để mô phỏng, thì mình cũng nghĩ là cái khối cầu này khá là đẹp rồi, khá là trực quan. Và mình cũng sẽ có một số ví dụ khác cũng như là hướng dẫn các bạn làm cái bóng bay bằng công cụ Symbol Deformer. Thì là bắt đầu đi vào chi tiết của công cụ, các bạn vào chọn vật thể của các bạn, vào modifier các bạn chọn cái Symbol Deform ở đây. Ok, thì ở đây có bốn chế độ ha, twist là xoắn, bend bend là gì mình không có nhớ, nói chung là tapper và check gì đó, các bạn có thể dịch tiếng Anh thôi, và mình cũng chưa mình chỉ nhớ được từ twist thôi. Twist là từ trong cái quảng cáo nước ngọt gì đó, twist twist gì đâu này. Okay. Thì công cụ chết giống như tên gọi của nó là xoắn, vặn xoắn. Thì các bạn có thể thấy cái vặn xoắn ở đây, mình ở đây có một cái góc, để mình kéo bự ra, góc góc 45 độ, nó đã được xoắn 45 độ. Nghĩa là sao? Các bạn thấy từ điểm này đến điểm này là một góc bình thường đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ xoắn khoảng 45. Okay, thì từ cái điểm này gọi là sao? Từ cái điểm này cho đến điểm này là 45 độ, đại khái là vậy. Và dưới này trên này lên cũng tương tự như vậy luôn. Đó là về thông số đầu tiên thôi, là về góc. Rồi đây các bạn cũng có cái giới hạn, ví dụ như là một nửa trên và một nửa dưới, nửa trên ở không. Nếu như các bạn tăng tăng lên khoảng 0.5 thì nó sẽ chỉ lấy một nửa trên thôi, nó chỉ lấy một nửa trên, còn nửa dưới nó sẽ không có lấy. Nếu như mà mình để về lại không và mình lấy ở dưới lên là về không ha, thì nó sẽ lấy một nửa dưới mà nó không lấy một nửa trên. Đại khái là như thế này, nó sẽ ảnh hưởng lên một nửa dưới chứ không có ảnh hưởng lên một nửa trên. Như vậy chúng ta có thể điều chỉnh được một số hình dạng nhất định, ví dụ như khi để như thế này thì nó sẽ lấy ở giữa là 0.27 và ở dưới là 0.78, để nó tạo ra một cái hình như thế này, và cái phần còn lại nó vẫn giữ nguyên cái hình dáng ha, còn lại nó vẫn giữ nguyên cái hình dáng ban đầu. Đó là về thứ đầu tiên về về switch. Thì ngoài ra trong đây có một cái khác, đây là một cái phần để giúp các bạn tạo một cái vật thể và điều chỉnh nó dễ dàng hơn. Thì mình sẽ tạo một cái vật thể là empty ha, lens rồi như thế này, mình sẽ chuyển nó về là center cho nó tiện ha. Center selection rồi, ok, nó sẽ nằm ở trung tâm như thế này, và khi mình chọn cái này và mình chọn empty, file này mình đã làm một số thứ nên nó hơi nhiều. Cái empty rồi nhỉ. Ok, empty. Rồi. Bây giờ khi mà mình bắt đầu di chuyển cái empty thì hình dáng của cái xoay cái vị trí xoay nó sẽ thay đổi theo. Để coi như thế nào cho các bạn dễ nhìn ha. Mình sẽ lấy công cụ khác là công cụ tapper đi ha. Tapper các bạn sẽ thấy dễ hơn. Nó sẽ như thế này. Tapper là một công cụ là phía dưới nó sẽ nhỏ và phía trên nó sẽ bự, tại vì mình đang chỉnh nó cho cái này nên nó nhìn không có rõ thôi. Mình sẽ kéo nó về lại không, cái này lên một. Ok, các bạn có thể thấy rõ cái hình như thế này ha. Thì vì cái hình như thế này mà mình vô tình mình thấy nó giống một cái bong bóng nên mình mới quyết định là làm một cái bài hướng phần luôn, làm luôn cái phần hướng dẫn cách tạo cái bong bóng cho các bạn bằng cái công cụ là luôn, thì cũng bằng giống vậy thôi, nhưng mà mình sẽ đi vào chi tiết hơn một chút để cho các bạn dễ làm việc. Thì chúng ta sẽ đến với phần đó ở phía sau. Tiếp theo là công cụ track. Công cụ track này là cái phần đầu to và đầu nhỏ, các bạn có thể ngồi chơi chơi vọc vọc với nó để tìm hiểu kỹ hơn ha, chứ giờ nói trước thì cũng không biết là nó sẽ ứng dụng vào cái như thế nào.
mà nhìn nó có vẻ vui vui, nhìn giống con gì á. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ có công cụ Ben. Ben ở đây nó hơi khó mường tượng, mình sẽ bật qua cái file sau ha, để coi thử ở đây nó có hiển thị nhiều không. Ok, thì mình sẽ bật qua cái file sau. File này là mình làm thử một số thứ mà không có thành công, nhưng mà nó lại là một ví dụ rất là tốt cho cái việc sử dụng lệnh Ben cũng như là cho các bạn thấy những cái lệnh khác. Thì bây giờ chúng ta sẽ coi cái empty của cái này là gì ta. Cái empty của cái này như mình xóa mất tiêu rồi. Ok, thì trick này nó sẽ sẵn sẵn như thế này ha. Trick này sẽ sẵn sẵn như thế này. Còn Ben, khi Ben là nó sẽ bở bung ra như thế này. Đó, các bạn có thể hình dung cái Ben nó sẽ như thế này, như cái Ben lúc nãy bên hình trầu cầu nó không có rõ. Tapper, Tapper là một cái nhỏ, một bên nhỏ và bên cao là một cái một đầu nhỏ và một đầu bự. Còn Jack, Jack là nó đại khái như nó sẽ giống như mình nói nó đó, hai cái đầu nó to và một ở giữa nó nhỏ, đại khái như vậy. Thì đó là những cái thông số cơ bản nhất của cái công cụ Symbol Deform. Thì các bạn có thể ngồi dọc vọc vọc thử mấy thứ, và đặc biệt là nhớ thêm cái MT ở phần này ha, để chúng ta có thể hiểu dẫn nó tốt hơn. Đó đó là tổng quan về cái công cụ này. Rồi chúng ta sẽ đi vào cái phần hướng dẫn làm cái bong bóng để cho các bạn biết cách gọi là vận dụng nó vào trong những cái mô đồ mà có thể giúp các bạn tối ưu thời gian làm việc cũng như là nhanh chóng thực hiện được cái mô đồ, tạo ra được cái mô đồ mà không cần phải tốn nhiều công sức ha. Mình quên nói một thứ nữa, đó là một thông số mà nãy quên mất, là cái phần factor, nghĩa là cái phần độ ảnh hưởng. Thì chúng ta sẽ quay lại cái layer này ha. Cái này nó không nói thì là một thiếu sót rất là lớn. Đây, ở những cái thông số trig và ben nó sẽ có góc, nhưng mà riêng cái những cái hai cái này, hai cái thông số này nó sẽ có cái phần factor là độ ảnh hưởng ha. Thì các bạn có thể ảnh hưởng lên vật thể hoặc là không, nếu như mình để nó không thì nó sẽ ảnh hưởng, nó không ảnh hưởng gì hết. Các bạn thấy nó không ảnh hưởng gì hết, nhưng mà nó sẽ có thể ảnh hưởng ngược lại, là theo chiều dựng ngược lại, hoặc là ảnh hưởng theo chiều xuôi xuôi hoặc ngược, xuôi hoặc ngược gì đó. Các bạn có thể mường tượng ra được cái chuyện đó ha, như thế này hoặc như thế này. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta qua luôn cái phần bong bóng à. Rồi câu giờ. Rồi bây giờ mình sẽ tạo lại một file mới ha, mình cho n ha. Máy cũng khá là chậm, đang cố gắng nó lại. Rồi tắt những cái này đi. Xóa cái cúp, xóa cái clip và tạo lại một cái hình tròn ha. Chúng ta sẽ bắt đầu từ hình tròn này, UV sphere. Mình sẽ cho nó subdivision. Mình sẽ render khoảng 3 và fill ở 1 cho nó smooth. Ok, nó sẽ như thế này. Rất là gọn gàng ha. Sau đó chúng ta sẽ tạo ra một cái empty. Empty blank space. Rồi mình sẽ đặt cái tên này, bởi vì mình sẽ tạo ra rất là nhiều cái bong bóng nên chúng ta sẽ đặt thêm số phía sau ha. Này là bong bóng chấm 000. Render nó lấy cái số 000 chứ không lấy số 001 trước nha các bạn. Cái empty này sẽ là e chấm bong bóng chấm 000. Enter. Rồi ok, chúng ta có hai cái. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng lại cái nãy giờ mình đã hướng dẫn và cũng như là chia sẻ cho mọi người là cái symbol deform. Và như các bạn này cũng thấy là mình đã nói về cái giống bong bóng ha, là cái tapper, nhìn nó có vẻ giống cái bong bóng nên mình quyết định mình chọn như thế này ha. Và mình sẽ lấy cái blend này mình di chuyển nó cho nó giống. Và mình nếu như các bạn không thích cái hình dáng thì các bạn có thể điều chỉnh trực tiếp lên cái lưới. Rồi ok, nhìn vậy được rồi ha, nhìn nó giống cái trứng hơn là cái bong bóng. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm cái cuốn ha. Cái cuốn bong bóng là cái phần mà các bạn thổi xong các bạn buộc buộc lại á, thì cái phần đó không ai để ý nên chúng ta cũng sẽ mô đồ một cách đơn giản thôi, chứ cũng không có gì phức tạp hết. Bạn chọn hết tất cả những cái mặt ở dưới, cái chỗ nào các bạn cần cuốn các bạn bấm E kéo xuống, kéo xuống thêm phát nữa ha, E thêm cái nữa là kéo xuống thêm phát nữa. Mình chưa có bật cái ring cắt cây lên để mới. Rồi mình sẽ cho cái này nó đi lên lại để nó thành một cái phần cuốn ha. Cái này cho nó xuống luôn đi. Rồi bây giờ mình sẽ thêm những cái loop ở đây
Rồi, chuyển về lại face. Chọn hết. Chút và scale bự ra ha, scale bự ra. Rồi vậy đi. Nhưng cái này tất cả những cái này các bạn nó hơi bự so với cái bong bóng này vậy. Ok, hơi bự quá, chúng ta scale nó nhỏ lại. Chọn thiếu mặt ha. Ups. Basic. Rồi. Mình cảm thấy nó bị gì vậy ta? Biết mà. À, mình chưa có bấm Z, hàng gì. Ủa nói vậy thì cái bên kia à, làm lại đoạn này ha, do mình không có gì bấm S thì nó sẽ không chọn cái phần sau. Mình ra mình bó ra mình bấm tab á. Hay chọn phay cũng được. Ê, cho nó xuống. Ê, nó một số lỗi thông thường khi mà modeling ha. Thì các bạn cố gắng đừng để bị mắc quá nhiều lỗi là được. Thế thì mình cũng chưa có chuyên nghiệp lắm nên mình cũng hay mắc lỗi. Điều đó là chuyện rất là bình thường với tất cả mọi người, bởi vì bắt mắc nhiều lỗi thì chúng ta mới có thể tiến bộ được. Scale nó nhỏ lại tí. Rồi, scale cho chút Z. Bự quá không ta? Đây hơi bự ha. Ta sẽ cho nó lên tí. So với cái bong bóng này như vậy nó bự lắm không? Có vẻ mình phải lên thêm một tí nữa ha. Cho nó nhỏ lại một tí nữa. Oops. Đậu bấm Z. S, shift, Z. Ta sẽ công scale theo cái trục vào kia. Các bạn thấy ổn không? Chắc là mình phải chỉnh thêm một tí thôi. Cho nó một cái clip nữa ở đây đi cho nó nhìn cho nó mượt. Ok, nhìn được rồi đó ha. Có vẻ ổn rồi đó. Mình sẽ chuyển về face cho nó dễ chịu. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xoay nó một tí để cho nó giống thật hơn ha. Ta sẽ xoay nó như thế này. Cái phần phía trong này có vẻ nó không có đẹp nè. Phía trong này có vẻ không có đẹp lắm nên mình sẽ chỉnh lại ha. Tất cả các mặt đây. Coi có thể chỉnh thế nào được nữa. Chút scale nó vào trong. Thế này không lỗi rồi, buộc lòng là phải chọn hết tất cả các mặt ở đây, cắt bớt cái này nha. Như thế này đi nó dễ nhìn. Nãy mình quên scale cái này ra một chút cho nó gọn mà. Đi. Rồi. Thử lại ha. Cái điểm ở trong mình sẽ cho kéo nó vào một tí cho nó. Nhìn cho người ta, thật ra người ta cũng không để ý cái đoạn này nhưng mà mình cũng làm cho nó đúng chính xác một chút. Này
sẽ cho nó xuống một chút. Ok rồi, vậy đi, mình cũng thấy nó như thế nào á ta, có lẽ là do cái chỗ này nó hơi bự. Các bạn có thể tua nhanh phần này nếu như các bạn biết cách làm rồi ha. Mình sẽ chỉnh lại nó một chút. Ok, được rồi đó. Mày thấy ổn rồi đó. Móng khá bự. Và cái cuốn chắc phải được rồi ha. Tất cả cái cuốn nó cũng đâu có bự lắm đâu. Hay rồi vậy đi. Đẹp rồi đó. Mình sẽ lưu lại cái file này ha. File này là như nó United luôn, digital luôn. Rồi, chúng ta sẽ làm một sợi dây ha, một sợi dây cho cái cuốn. Mình sẽ tạo cái sợi dây rất đơn giản thôi, chứ đừng có làm gì phức tạp quá, bởi vì cái bài này cũng không muốn tốn nhiều thời gian của các bạn. Thực ra lúc nãy cũng tốn khá khá rồi, chỉ vì cái cuốn. Có rất là nhiều cách làm dây, các bạn có thể tham khảo những cách khác. Mình thì mình làm cho nó gọn ha. Các bạn có thể dùng những cái khúc, những cái đường á, những cái đường để các bạn tạo thành những cái dây cho nó đẹp cũng được, họ dễ điều chỉnh, hoặc là mua đồ đơn giản như mình thôi, tại vì cũng chẳng ai để ý phần cuốn làm gì. Nếu như cái này, những cái bong bóng này là nằm một trong một phần nào đó nhỏ nhỏ ở trong cái phần cái đoạn phim hoặc là cái hình của bạn thì nó cũng không quan trọng lắm, người ta sẽ chú ý đến những cái nào mà đẹp hơn. Cuốn hơi xéo nên chúng ta sẽ cho nó cái dây nó xéo thêm một tí. Rồi. Rồi, chút xoay. Chút xoay. Chút xoay. Còn nữa ha, chút xoay. Hơi dính như chồng quá. Rồi chúng ta sẽ ép một cái modifier, một cái subdivision surface, yeah. Và một cái smooth cho nó giống, cho nó ra thêm một tí nữa. Không nên buộc chặt quá, cái gì cũng vậy. Di chuyển xuống, xuống lên thế nào, qua trái.
ra sợi dây này hơi bự. Được rồi đó, mình nghĩ được rồi đó. Ta sẽ cho đoạn này nó đẹp đấy. Face. Rồi, ok. Nó phóng to ra xem nó như thế nào. Cũng được ha. Rồi chúng ta sẽ chút nó ra một tí nữa. Mình sẽ lấy vậy được, kéo nó xuống đi, ta sẽ thêm một cái clip ở đây vậy nó sẽ hay hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến một số cái lệnh đơn giản ha. Đầu tiên là chúng ta cần phải cho cái bong bóng này nó bay. Như các bạn phân tích, nếu như các bạn đã từng thấy bong bóng bay thì chắc chắn là cũng thấy rồi ha. Thì chúng ta sẽ thấy nó bay là nó sẽ hướng lên trên và một sợi dây nó được giữ lại để nó khỏi bay đi mất. Thì chúng ta sẽ có hai vấn đề, một thứ là cái đầu tiên là giữ cho nó lại cho nó khỏi bay đi mất, và cái thứ hai là nó bay lên trên và nó hướng lên trên ha. Ta sẽ giải quyết cái vấn đề đầu tiên trước là cái việc mà để cho giữ nó lại. Thì bây giờ chúng ta sẽ giữ nó lại bằng một cái công cụ, bằng một cái lệnh ha. Thì đầu tiên các bạn lấy sợi dây và các bạn chuyển nó về lại cái chế độ edit mode ha. Và mình sẽ chọn hết tất cả các mặt ở đây và mình bấm Ctrl H. Nó sẽ gọi là một cái lệnh hút, hút nó là kéo hoặc là neo, neo lại giống như là thuyền nó neo á, thì nó sẽ không có bay đâu hết. Và hook to new object nghĩa là nó sẽ hút, nó sẽ tạo ra một cái empty mới và nó sẽ giữ cái sợi dây lại. Mình sẽ bấm vào lệnh này ha. Các bạn có thể nghiên cứu các lệnh khác ở phía sau. Cái này nó bự quá nhưng không kệ. Cái này mình sẽ đặt tên lại là sợi dây ha. Và cái empty ở dưới này sẽ là e sợi dây. Ok. Giờ như các bạn thấy, như mình di chuyển đi đâu thì cái sợi dây nó cũng đi theo và ngược lại. Khi mà cái bong bóng mà mình sẽ balance cái bong bóng này lại với lại cái MT, để cho nó, khi mà mình kéo bong bóng đi đâu thì cái MT nó cũng sẽ đi theo. Các bạn chọn MT trước, chọn bong bóng và còn chân B object balance ha, balance object cái bài này các bạn. Cái này mình đã nói ở phần trước rồi, ở cái những cái bài trước rồi. Sợi dây này cũng vậy ha, sợi dây này mà mình cũng cho nó balance luôn để nó khỏi bị bay mất đi ha. Rồi khi mình chọn cái bong bóng, ok, nó vẫn giữ được cái hình dạng của cái bong bóng nhờ cái MT để đi theo, và sợi dây nó cũng giữ theo luôn. Rồi đó là coi như là gần là xong cái phần giải quyết cái vấn đề thứ nhất là neo cái bong bóng lại. Chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề thứ hai là cái bong bóng nó bay lên, từ đó đang bay lên rồi nhưng mà nó không có tự nhiên lắm. Khi mà các bạn giữ cái bong bóng thì nó sẽ có một cái hướng về cái chỗ bạn neo, nó sẽ xéo lên ha, nó sẽ đi lên như thế này đó. Thì chúng ta sẽ giải quyết cái đó bằng một cái lệnh constrain ha, constrain, và chúng ta sẽ thêm một cái constrain tên là chắc tu là theo dõi đến. Chúng ta sẽ lấy cái MT, ups đâu mất rồi, chúng ta sẽ lấy cái MT sợi dây. Rồi nó sẽ bị biến dạng một tí. Nếu như các bạn thấy nó bị biến dạng, các bạn bấm tab thôi để nó tự động nó điều chỉnh lại cho các bạn. Và mình sẽ phải nghiên cứu coi cái góc nào của nó ha. Cái này sẽ y như mình nhớ không nhầm. Và cái này là chữ Z. Thôi giờ đúng không? Y đúng không? Để coi. Đó, các bạn có thể thấy là nó sẽ hướng về, nhưng mà cái này là hơi quá nè, bình thường nó sẽ đi lên như thế này ha. Thì chúng ta sẽ giảm cái này, giảm cái độ ảnh hưởng của nó xuống một tí thôi, không cần nhiều ha, khoảng này ha, khoảng 0.5 này nữa thôi. Bây giờ khi chúng ta kéo ở đâu nó cũng hướng lên trên hết. Ok, vậy chúng ta giải quyết xong vấn đề thứ hai, và chúng ta đã có một cái bong bóng thật sự ha. Và mình sẽ lưu cái file này lại một tí. Rồi thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta rất là đơn giản, đó là chúng ta copy ra nhiều cái bong bóng khác nhau thôi. Mình sẽ chọn những cái vật thể là sợi dây, không có chọn MT nha các bạn, chỉ chọn sợi dây, bong bóng, sợi dây và cái MT của bong bóng thôi. Rồi ba cái này thôi. Rồi và mình sẽ ship D tạo ra nhiều các phiên bản của nó. Bảy, mình sẽ di chuyển nó qua một tí, làm chừng vài cái là được rồi. Các bạn thích làm nhiều hay làm, hoặc là các bạn muốn làm một cái bộ phim, một cái giống phim up á, một chùm bóng, thì các bạn có thể ngồi làm
đó là tùy thuộc vào mọi người ha. Và bây giờ chúng ta đã có object nó rồi nên chúng ta có thể kéo cái bong bóng thôi là tất cả những cái kia nó để đi theo ha, mình không còn có quan tâm gì nhiều vào cái chuyện đó. Okay. Nhớ là làm sao cho nhìn cho nó hợp lý mà nó đẹp tí nha, ví dụ như sợi dây nó đi xuyên qua bong bóng là không được rồi nè, chỗ này dây nó đi xuyên qua bong bóng không, vậy chúng ta sẽ tách ra ra một tí. Và nhớ là bong bóng chạm nhau thì đừng có để nó dính quá ha. Dính quá nhìn nó cũng không có hợp lý thế nào. Quan trọng là chúng ta phải làm ra những cái nó hợp lý chứ không phải là làm ra những cái đẹp không. Và thường những cái chùm bóng như thế này nó được kéo ở giữa thì nó sẽ chạm nhau ha, nó sẽ chạm vào nhau, đừng để nó rời ra quá nó sẽ không tốt. Nếu các bạn có thể xem những cái hình về bong bóng ha, hình về bong bóng những chùm bóng bay nó bay như thế nào, các bạn có thể nghiên cứu về những cái đó. Nó chẳng như bay rời ra mà thường nó sẽ hướng lên trên đó, nhưng mà rất là nhiều cái bong bóng hướng lên trên nên chúng ta nên nó sẽ chạm vào nhau và nó sẽ cùng hướng lên trên nhưng mà thật ra là không hướng hoàn toàn ha. Bởi vậy nên chúng ta mới còn cái chắc tu. Chà, nói nhiều quá. Ok, chỉnh một tí chúng ta có thể bắt đầu thiết lập chất liệu cho nó ha. Cái này nó hơi tách riêng khỏi bài đàn này. Đáng ra là bài này khá là ngắn nhưng mà bài chúng ta kẹt ở cái cuốn nó là vấn đề đấy. Rồi các bạn cũng thông cảm cho mình ha. Những kiểu là mình vừa làm tút, thực ra mình đã làm cái bài này rồi mình mới có hình up lên, nhưng mà mình vừa làm tút mà vừa phải test lại kỹ năng á, coi như là một kỳ test lại kỹ năng, thành ra là nó cũng hơi có vấn đề đấy. À có một cái nữa mình quên mất, các bạn chuyển cái này vào lại logo hả, nó như gặp vấn đề có thể nó sẽ gặp một số vấn đề rắc rối ha. Thực ra thì chờ khi mà trước nếu như không chuyển logo thì cái hình này nó cũng ok rồi ha, nhưng mà để cho đảm bảo chắc chắn là nó bong bóng được sao chép rất là nhiều thứ, vậy nên đó là sự lợi thế khi các bạn đổi tên, mà khi các bạn có ý định là duplicate bất kỳ một cái gì, nếu như các bạn đổi tên mà không đổi tên các bạn duplicate các bạn ngồi đổi tên lại rất là đuối luôn á. Mình đã từng bị trường hợp đó một lần nên mình đã tập cái thói quen là mình sẽ hay đặt tên ha. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ bật lại hai cái này là cái nguồn sáng của mình ha. Các bạn có thể xem bài cycle để các bạn rõ hơn. Mình sẽ di chuyển càng tí có mục đích hết. Chúng ta sẽ lấy bầu trời và mình dùng HDRI. Xin lỗi ha, ở ngoài nó hơi ồn ào một chút tại vì giờ đang là 6:30 mọi người đang chuẩn bị ăn cơm đó. Đi lại là nhiều. Ok, và chúng ta mình thích lấy cái góc nhưng mà đừng lấy chùm cuối con, đừng có lấy cái đáy bong bóng nha, cái bong bóng nhìn kỳ lắm tại vì nó đâu có cái gì đâu. Mình thích cho nó lên cao có biết hai lần để nó về chụp local thì các bạn có thể xoay cái camera theo cái trục x local của nó ha. Và x local như thế nào thì các bạn có thể xem lại cái phần camera, cái bài mấy cái bài cơ bản. Cái nguồn sáng này mình sẽ cho nó ở trên một cái và ở dưới một cái, trên để nó hướng cho nó đẹp, đưa lên cây là một cái này mình sẽ tạo ra mới, mình cho nó khoảng 7 thôi. Trên này là ánh sáng mặt trời, anh nói là ánh sáng mặt trời nên mình sẽ giảm xuống một chút. Hồi nãy giờ mình nói cái giọng hơi nhỏ ha, giảm xíu ha. Chắc các bạn cũng nghe được rồi. Ok, lưu lại ha. Rồi chúng ta sẽ xem trước để coi mình gắn HDRI vô đã. Environment RI và chúng ta sẽ chọn cái sky free ha. Và chuyển về lại cho chắc chắn thì chúng ta không cần phải tới mức chuyển hết hoàn toàn, chỉ còn khoảng này. Bạn bấm Ctrl B các bạn kéo ở trong camera thì các bạn chuyển về rendering, hoặc là các bạn bấm render thì nó chỉ render một cái vùng area thôi, một cái khu vực thôi. Đó, nó ra rồi đó. Đây là chế độ render real time, các bạn có thể xem lại các bài cơ bản mình đã nói về cái này rồi. Không có thích cái hướng nhìn này cho lắm. Chúng
ta sẽ rồi x đi lên lấy cái hướng như thế này luôn, và mình sẽ chọn hết trừ cái camera và lại cái kia cho nó nhẹ, rồi chọn hết trừ cái camera ra và chúng ta sẽ đi lên trên. Rồi ok, ta sẽ về lại cái nên là chúng ta sẽ lấy bầu trời thôi, chúng ta không lấy gì khác đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thiết lập cho quả bóng đó, nó có những cái màu ha. Mình sẽ chọn một quả bóng thôi để mình làm một cái thôi, sau đó mình sẽ copy ra nhiều cái. Máy chạy cho reo não quá. Ok, chúng ta sẽ nó bong bóng. Mình sẽ lấy những cái màu cơ bản ha. Các bạn muốn làm texture thì các bạn có thể thêm thêm tùy ha. Bong bóng đỏ. Cắm mắt. Ok, thì chúng ta sẽ cho nó là một cái mix. Bởi vì bong bóng nó sẽ có màu, thì chúng ta sẽ có depth, diffuse và nó sẽ có màu đỏ như cái tên của nó. Màu đỏ và cho nó tươi lên tí. Hơi cam quá rồi. Khó chọn màu đỏ quá. Này không. Ok, đỏ. Và nếu như các bạn để ý cái bong bóng nó sẽ hơi căng tròn nên nó sẽ phản chiếu một ít ánh sáng từ bên ngoài, cũng như là nói chung là nó sẽ phản chiếu một ít, nên chúng ta sẽ có một cái glossy. Cái này thì nó biến thành đồng rồi. Nên chúng ta sẽ giảm cái mức độ nó xuống, mình sẽ cho nó cái phần này nó chỉ có khoảng 0.1. 1 được không? Cái này cho nó 0.25. 0.3. 0.3 và 0.15. Ổn không? Có vẻ không hợp lý lắm mà. 0.2 và cái này là 0.1. Cho nó phản chiếu là một tí. Mình coi thử hết toàn bộ cái bong bóng. Được hả? Mình thấy ổn ha. Nếu như các bạn thích chỉnh làm một tí cũng được, đó là tùy vào mọi người ha. Và mình về lại solid B để chúng ta bắt đầu chỉnh từng cái, thì tốt nhất là cho nó xen kẽ, nó sẽ đẹp hơn. Xanh bằng cách là chúng ta chọn cũ nhưng mà trong đây cộng để chúng ta đặt tên lại. Nhỏ quá, mình bị đặt tên bị lỗi ha, tại cũng sao. Rồi chúng ta sẽ cho nó màu xanh, xanh gì ha, xanh lá cây. Rồi cho nó tái tái vậy. Rồi xanh này đi, thì cái này cũng cho nó xanh lá cây luôn. Rồi đỏ đỏ, xanh xanh, vàng vàng nữa ha, màu mè nó vui. Xanh xanh đỏ đỏ con nhỏ nó mê, toàn lũ người lớn chơi với nhau không à. Vàng ha, cái vàng thì cái này cũng vàng luôn. Rồi còn lại mấy cái chưa, 1 2 3. Cái này sẽ cho nó. Ô cũng lộn rồi, mà cái cộng chứ. Xin lỗi lúc nãy chưa có kịp cộng. Cộng ra cho này lại màu xanh thôi. Cái này là màu muốn xanh. Do lúc nãy mình không đi bấm dấu cộng á, thì nó sẽ lấy lại cái chất liệu lúc nãy và chúng ta hiệu chỉnh là chất liệu lúc nãy. Giống như kiểu một chất liệu nó gắn cho nhiều vật thể khác nhau á, thì các bạn hiệu chỉnh một cái chất liệu thì nó sẽ tất cả các chất thì tất cả các vật thể khác đều nhận ảnh hưởng từ nó. Nhưng các bạn không bấm dấu cộng thì nó tạo ra một cái chất liệu mới, thì nó sẽ không thể nào mà nó làm gì được hết. Nó sẽ gây lỗi ha. Cái này màu gì hả? Cái màu dễ đẹp. Cây cho màu xanh nước biển đi. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra lại coi thử đã đủ màu hết chưa, nếu như chưa đủ màu chúng ta sẽ gắn thêm. Rồi con cá chưa nè,
đẹp đủ bộ. Rồi, ok vậy ha. Rồi chúng ta sẽ cho mấy sợi dây luôn, cho mấy sợi dây nó một chất liệu luôn, dây màu trắng là được rồi, không cần gì nhiều đâu. Bạn chẳng còn phải tạo mới các bạn, như thế này để nó giảm bớt cái độ rườm rà trong đây, nhìn nó rườm rà mình nó chẳng làm gì được hết á. Dây chứ, trời ơi, chiều 6 giờ sao ai sao bên đây nó ồn dữ vậy. Các bạn thông cảm, khu của mình rất là nhiều đứa con nít, thành ra như rất là mệt. Rồi ok xong, chúng ta có thể xem lại cái tấm hình ha. Cho các bạn bấm F2, F12 render. Sau khi các bạn thiết lập những thông số trong đây, các bạn bấm F12 và bạn render. Thì sau khi mình đã render một tấm rồi, là tấm này đã mất công phải tốn thời gian mình render vô cho mệt thôi. Wow, mắc quá. Lắc mà không mở mở hình lên được luôn. Đó, đó là tấm hình, đó là tấm hình mà mình đã render ha, 500 sample và HD 720 nhưng mà giảm mất 50%. Bong bóng này nó hơi có cái hình bầu dục, cái hình 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 tam giác, do mình không có để ý kỹ cái hình dáng khi mà dùng symbol deform. Thì các bạn có thể hiệu chỉnh lại với mình. Một số bạn nói thích hình trái tim nữa, trái tim thì cái này cũng được, cũng chắc cũng không được. Anh xui ơi, thì các bạn tự mua đồ trái tim, sao các bạn tự thiết lập lại giống vậy thôi. Thay vì các bạn làm cái bong bóng nó vậy thì các bạn có thể làm trái tim, xong rồi các bạn làm dây nhợ rồi móc câu gì đó giống như mình nãy giờ mình làm á, các bạn đưa lên thôi. Và một lưu ý cuối cùng khi mà trước khi kết thúc bài này, đó là cái chất liệu này mình chưa nghiên cứu kỹ nên có thể nó không chống thật. Và một số bạn nếu như các bạn cảm thấy nó không giống với bạn, các bạn có thể thay đổi, bạn nghiên cứu thêm ha. Nếu như cái này nó hợp lý, nếu như các bạn thấy cái việc đó là cần thiết. Và việc học tốt như thế này là để cho các bạn có kiến thức mà các bạn làm những tác phẩm của mình. Vì vậy đừng nên quá dựa dẫm vào nó, đừng có thấy mình làm hoặc là bất kỳ ai đó hướng dẫn cho các bạn làm là phải thiết lập như thế này như thế kia là các bạn làm theo răm rắp rồi bắt chước y chang. Nó sẽ mất đi cái sự sáng tạo của các bạn và cái sự quan sát cũng như nhận xét. Nếu các bạn làm một trái bong bóng, các bạn hãy bước ra ngoài kia, các bạn mua một trái bong bóng và thổi lên cho nó bay lơ lửng, các bạn viết ra một bài nhận xét luôn. Các bạn nhìn thấy chất liệu bên trong như thế nào, thực tế thì những trái bong bóng á, chất liệu bên trong nó được làm bằng cao su, nhưng mà khi các bạn thổi lên sẽ có mật độ dày và không dày, thành ra có những cái bong bóng nó trong suốt và những cái bong bóng có những chỗ trong suốt rất mỏng và có những chỗ rất là dày, nó rất là đặc. Nếu như các bạn để ý cái bong bóng thì các bạn sẽ thấy việc đó, và thiết lập những cái chất liệu như vậy rất là khó. Thật ra là mình sẽ không có đi sâu, nhưng mà các bạn nên quan sát, tập quan sát và tập cách nhận xét mọi thứ khi mà các bạn quyết định là theo cái hình 3D một cách chuyên nghiệp. Ok, thì cái bài Symbol Deform ở đây kết thúc ha. Và hẹn gặp lại các bạn những bài sau. Nếu như các bạn có thể làm những cái bong bóng là đẹp hơn, hoặc là các bạn dùng tester các bạn gắn lên mặt ai đó. Mình tính gắn lên mặt mọi người trong group Blender VN lên đây, nhưng mà thấy cũng tốn nhiều thời gian để mà tìm hình rồi cắt ghép nữa nên là thôi khỏi. Đó, thì nếu các bạn muốn tặng người yêu bong bóng nhìn trái tim có mặt hai đứa thì cũng được, đưa lên thôi chứ có gì đâu. Ok, thì có kỳ câu hỏi nào các bạn có thể đặt trong group BLVN cách tốt nhất ha, gửi mail cho mình thì có thể mình sẽ chậm trả lời. Và nếu như có tác phẩm nào thì cứ đưa lên cho mọi người cùng tham gia quan sát, tham gia bình luận và chém gió, cũng như là có một cái gì đó gọi là thành quả của mình sau đó cho mọi người. Nếu như tác phẩm đẹp thì có thể đưa lên đẳng cover bay của